Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Rodri phiên bản 23 UCL. Khả năng thu hồi bóng là điểm ấn tượng đầu tiên về tiền vệ người Tây Ban Nha. Sở hữu thể hình in-game khá cao to, tiền vệ của Man City không ngán ngại trong việc tranh chấp với đối thủ ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, Rodri còn sở hữu kỹ năng tắt bóng tốt, góp phần cũng tăng thêm đáng kể khả năng giành chiến thắng khi tranh bóng với đối thủ nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng cho đội nhà. Rodri tùy trường hợp, anh có thể nhẹ nhàng áp sát đối thủ rồi cướp bóng, nhưng cũng không ít lần cầu thủ của Man City vào bóng rất rác. Nhìn chung với cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu ở giữa sân sẽ giúp gia tăng đáng kể chất thép cho tuyến tiền vệ của anh em. Một điểm hơi lấn cấn là Rodri không sở hữu tốc độ cao nên nhiều trường hợp sẽ khó chạy theo kèm đối thủ. Để khắc phục, anh em hãy để anh đá cặp với một tiền vệ khác có tốc độ cao hơn để cân bằng lại. Với thể hình khá cao to, đương nhiên khả năng xoay sở sẽ không phải là điểm mạnh của Rodri, nên khi phòng ngự, nếu đối đầu với cầu thủ nhỏ con nhanh nhẹn, anh có thể dễ bị vặn sườn. Còn khi tấn công, khuyến khích anh em nên xử lý bóng thật đơn giản. Một vũ khí lợi hại của Rodri là anh có thể tung ra những cú sút từ ngoài vòng cấm đầy uy lực, bóng đi căng và hiểm nên cũng không ít lần anh mang về bàn thắng cho đội nhà. Sút xa với Rodri, anh em mình cố gắng dứt điểm bằng chân thuận và ưu tiên việc sút đê chéo góc hơn. Mặc dù vậy, nếu ở sát vòng cấm và có tư thế sẵn, Rodri vẫn có thể cho ra cú dứt đê khá tốt. Một điều anh em cũng cần lưu tâm khi dứt điểm với Rodri, không nên sút quá vội, việc chỉnh bóng ít nhất 1-2 nhịp thông thường sẽ cho ra cú đá chất lượng hơn. Nhìn chung, nếu thế trận đang có phần bế tắc, anh em hoàn toàn có thể thử vận may với tiền vệ của Man City bằng cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Khả năng luân chuyển bóng của Rodri là khá tốt. Bên cạnh việc phát triển bóng từ dưới lên cùng với đồng đội, Rodri mỗi khi nâng cao đều có thể kiến tạo trong đội lập công thuộc đường chọc khe vừa tầm hoặc là những đường mở bóng đầy chuẩn xác và khôn ngoan, giúp chuyển trạng thái thật nhanh, mở rộng đường tấn công sáng lạng cho đội nhà. Tổng kết lại, ngoại trừ tốc độ, Rodri là một CDM rất toàn diện, phòng ngự hay và hỗ trợ tấn công cũng rất tốt. Nếu tương lai được tăng thêm chỉ số, giá trị sử dụng của Rodri phiên bản 23 UCL sẽ còn được tăng thêm nữa. Và đó là bài review của mình về Rodri phiên bản 23 UCL. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại anh em trong những video tiếp theo.